Hôm nay chúng ta sẽ chở 201 phần quà lên trung tâm bảo trợ những người bệnh tâm thần ở Ninh Thuận. Ủa Cang? Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bữa nay lên phát quà cho Cang này. Em biết không rồi. Đang làm hả? Thật sự mà nói khi mà chúng ta vào đây rất là xúc động, nhiều cảm xúc lắm Cang nha. Nãy thấy khóc luôn á. Thấy mấy chú ở đây tuy là bệnh tâm lý nhưng mà mấy chú rất là lạc quan luôn. Hát rất là hay luôn. Xuân ngất ngây xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bầy lộc non biết xanh trên cành thành cha cha cha. Con nói gì với mẹ không? Dạ mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ồ, hay quá. Xúc động ghê cái nhà. Con nói gì nữa không? Dạ mẹ ráng làm ở nhà. Con ở đây trong con cùng bệnh, con hết bệnh bây giờ nhà con làm phụ mẹ. Cái giờ xin mới về chúc cho mọi người nhân dân Việt Nam. Cha cha xin bố xin sân về, xin nghĩ tù tạm tù tạm tù tù. Tô tô thành hợp cá bị ngói quản xịp bạch xài chiêu tài tấm bụ tân sưng chúc phước. Ủa chú nói tiếng gì vậy? Tiếng Trung Quốc. À tiếng Trung Quốc hả? Hay quá. Chừng nào chú về? Không có về được. Sao không về được? Ở đây suốt đời. Ở đây suốt đời. Biết Tết luôn. Ủa biết đọc luôn rồi. Hành trình lan tỏa yêu thương. Wow. Cảm ơn Cứu Đấm Thép TV đến từ thiện cho trại tâm thần nuôi dưỡng Phan Rang và trang đài xin hái tặng Cứu Đấm Thép và các bạn năm mới và dịp khúc mùa xuân. Dạ. Cảm ơn Cứu Đấm Thép. Dạ. Giữ tay. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn mang chờ đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Sao dạo này khỏe không? Dạ thì anh. Khỏe hả? Dạ dạo này chị về chút sao rồi anh? Mẹ anh khỏe. Dạ. Rồi mẹ em sao rồi? Mẹ em cũng khỏe. Dạ con em, chồng em. Chồng con cũng khỏe hết luôn. Dạ. Ráng cố gắng đó nha. Dạ. Bé Thảo cả nhà. Nhìn thấy bé Thảo xúc động. À, nó nhớ hả đứa con quá. Nhớ con hả? Dạ. Hôm nay về chút được bé cái số thôi anh. Nói em gỡ lời là sao? Nói em gỡ lời thăm chị Trúc nha. Gỡ lời thăm mị luôn nha. Đây, anh thép này có quậy. Gỡ lời thăm mị già. Chúc cho mị già sống lâu trăm tuổi trong mùa xuân năm nay. Gỡ lời thăm chị Trúc luôn. Chúc cho chị Trúc làm ăn phát tài. Chúc cho chị Trúc giàu giàu sức khỏe trong mùa Tết năm nay. Chúc cho anh Hy là ăn phát tài. Thôi ráng mau hết bệnh nha. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Như xin chào cô chú anh chị nha. Chúc cả nhà mình buổi sáng an lành. Hiện tại là hôm nay là ngày ở dưới á, ngày dưới là 21. Chỉ còn là 9 ngày nữa thôi là chúng ta đón Tết Nguyên Đán này cả nhà. Không khí thật là tuyệt vời. Mặc dù cách đây 2-3 bữa trước mưa tầm tã luôn cả nhà, mưa cả nước luôn. Thì dạo gần Tết thì Thép cũng có chạy vài chuyến xe không đồng để phát quà cho bà con nha. Chào mừng tất cả khán giả đến với chuyến xe không đồng số 34. Hôm nay là 34 này nha cả nhà.
Hôm bữa thép đặt tiêu đề bị lộn cả nhà. Chiến 31 mà mình đặt là ở chiến xe 33 mà mình đặt là 31. Dạ đúng rồi. Bị lộn cả nhà. Chính xác là hôm nay chiến xe không đồng số 34. Hôm nay chúng ta sẽ chở 201 phần quà lên trung tâm bệnh trung tâm bảo trợ những người bệnh tâm thần ở Ninh Thuận. Ở trung tâm đó bảo trợ hiện tại là bảo trợ 201 người bị họ bị bệnh vấn đề tâm lý á cả nhà. Trong đó có vài hoàn cảnh mà thép đã từng quay rồi, họ đó ở trong đó đang quá trình đang điều trị. Trong đó có bé Thảo. Bé Thảo là một trong những bé bệnh tâm lý rất là nặng luôn. Lúc trước thấy quay và chia sẻ là hôm nay sẵn dịp lên đó trao quà một lát chắc là mình sẽ gặp bé cả nhà. Nói chung là không biết là tình hình bệnh rồi như thế nào, tâm lý rồi có ổn định hay chưa nữa. Có được về quê ăn Tết được không anh? Chắc không rồi cả nhà. Khi nào mà mình hết hẳn thì mình mới được về nha. Chứ bây giờ mình đang còn bệnh thì phải ở điều trị cho hết nha. Chuyến xe không đồng số 34 này chúng ta sẽ chở 201 phần quà. Quà đồ thép đã mua hết rồi, đặt người ta gói hết rồi. Chỉ giờ chỉ đi vô lấy và đi thôi. Đấy. Thì mỗi phần quà ở tặng cho mỗi người á, hôm nay á là 123.123. Số tiếng cả nhà, 123. Thép cảm ơn chị Trang Lê Xuân Hồng ở Vũng Tàu đã tài trợ cho chiến xe số 34 này số tiền 10 triệu. Và Danh Ngô ở Mỹ số tiền 11.188.000. Còn Cú Đấm Thép TV bỏ vào số tiền là 3.535.000. Tổng ba mạnh thường quân tài trợ trong chiến xe 34 là 24.723.000. Cả nhà thấy số lẻ không? Thì 201 phần quà mà mình nhân cho là 123 thì nó sẽ ra là 24.723.000. Vừa y luôn nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ra tiệm tạp hóa để mình lấy quà, rồi mình sẽ tiến hành đi lên địa phận của huyện Ninh Sơn để trao quà cho mấy cô chú đó. Thì hy vọng là tất cả khán giả đồng hành cùng hai vợ chồng thép. Đi thôi. Đây này cả nhà, đây là số quà 201 phần. Nói chung là cũng nhiều quá, không biết là xe mình chở được hay không á. Không biết là xe mình chở đủ hay không nữa. Mình sẽ lấy quà cho khán giả xem thử chúng ta mua những gì nha. Em cầm cho anh một cái hộp bánh này Oreo. Một cái hộp bánh Oreo nó là 25 cành Oreo AFC 23.000. AFC 23.000. Còn một gói cà phê 52.000. Một gói cà phê 52.000. Và nước ngọt là 23.000. Tổng phần quà nó là 123. Đây cả nhà. Đây có đơn bán lẻ nữa đây. Nhiều lắm, không biết là xe mình chở hết hay không nữa, nhưng cố gắng nha. Cố gắng chất nhiều, chất vô chỗ ngồi luôn. Đúng rồi. Một cái phần quà mà cô chú sẽ nhận được như thế này. Đấy, nhìn hoành tráng không? Chất lượng lắm á. Chất lượng. Nhiều ghê lắm hả chị? Nhiều lắm, cái xe sợ không hết đâu. Ở đâu đoạn? Ở trên Ninh Sơn á. Ông xã chạy về phụ thì cũng chở về phụ luôn. À. Chở con đi học. Ông chở con đi học hả? Để thấy coi thử chắc được nhiều chắc là này, bây giờ anh em mình chắc rồi. Để chắc được nhiều chắc. Có mấy bạn nhân viên không chị? Chưa tới luôn hả? Đi ra phụ em chắc rồi. Anh đi. Lên chắc rồi mình. Chắc sát sao vô luôn. Xác sàn sẹt cho luôn nha. Chắc ở đây là chỗ ngồi bao nhiêu có bao nhiêu chắc hết luôn cả nhà. Lớp 200 phần nó nhiều ghê luôn cả nhà. Xe bán tải mình chỉ chở được đâu đó 60-70 à. Sợ nó rớt. Em chạy nhanh lắm. Nó rớt.
phải huy động thêm một chiếc 7 chỗ của anh chủ quán nữa, chỗ nó mới đủ cả nhà. Xe 7 chỗ chở nhiều hơn xe bán tải luôn á, tại vì bỏ ở trong đó nè. À, chở vô bệnh viện khác quá trời luôn. Rồi xong rồi cả nhà, bây giờ mình đi lên đó nha. Bây giờ này 7:17 mình chạy lên đó phải 8:30 mới tới chỗ. 8:30 là ok. Có gì anh theo em nha. Rồi. Từ nhà mà mình di chuyển trên cái tuyến đường mà từ Phan Rang lên Ninh Sơn đó cả nhà, thì đi mất thời gian cũng khá lâu á. Nói chung là mất cũng khoảng cả tiếng hồ. Hình như đây đúng không? Trong đây phải không? Trong đây. Đi cả tiếng á cả nhà. Cái cầu này cầu Tân Mỹ nè. Ở đây có cái đường sắt đầu tiên, đường sắt Bắc Rang đầu tiên từ đầu tiên ở Việt Nam mình đó cả nhà. Đây, vô đây. Đấy. Đây, tới đây là vẹo phải nha. Còn Đà Lạt đi xuống là vẹo trái. Họ có ghi nè, để bật lên cho cả nhà xem. Bây giờ chúng ta di chuyển vào 700m nữa sẽ tới nha cả nhà. Tới chỗ rồi cả nhà. Đây. Rồi, anh em mở cổng đi vô. Mình để hai chiếc xe luôn. Biết tập kết ở đâu đây ta? À, chắc là mình tập kết ở đây quá. Bây giờ mình vào đây nha cả nhà. Wow. Ui cha, mấy anh mừng rồi thấy không? Mấy bạn mừng rồi thấy không? Bạn nhảy múa rồi đó. Cứ vào mấy bạn nhảy múa rồi đó. Đây, xuống. Ủa chị Mai là chị nào? Chị. À chị đó hả? Dạ em chào chị nha. Em chào chị. Hôm nay là dịp Tết, Thép cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân có số quà muốn lên tặng cho mấy cô chú ở đây. Dạ, tổng là 201 đúng không chị? Dạ đúng rồi, bên em đang nuôi là 201. À, tổng là 201, mỗi phần quà mà em mua ấy, đây là 123 123.000. À, thì tổng số quà hôm nay là 24.723.000. Có gì em báo cáo với chị nha, lấy em gửi cho nha. Dạ, dạ, trung tâm thì cảm ơn đoàn đã tới thăm bệnh nhân đang nuôi dưỡng tại đây ạ. Dạ. Để chốt về em dẫn đoàn về. Chị đến là dạ. Ở đây là nhà thuộc nhà nước quản lý nha cả nhà. Lúc trước thì Thép cũng có thăm mấy cái chỗ cư mang bệnh những người bệnh tâm lý, nhưng mà cái đó là của chú Trần Châu là tư nhân. Đây là nhà nước luôn. Không biết cái này gặp. Còn anh Cang ở trên đây không anh? Hả? Có anh Cang ở đây không à? Nhưng mà chỉ gặp thăm nuôi. Thăm nuôi được, có đi gặp cho gặp thăm nuôi khác. À. Đang làm việc thì không có cần thiết thăm nuôi được. À. Có những trường hợp đặc biệt là bữa nay mình có ra nhận quà không chị? Có. Đặc biệt thì không. À, đặc biệt thì không hả? Đặc biệt là sao? Đặc biệt anh? Là những cái người đó họ đang chưa có hết bệnh á, em hiểu không? Nó chưa đỡ, người ta vẫn còn bệnh nhiều trong người, nhưng đang lên cơn la hết thì không thể ra được. Chứ lỡ còn mấy người mà đã bình thường thì mình vẫn ấy được. Cho chị bốc đồ lên đó. À, bốc đồ lên hả? Rồi ok. Có thêm một cái xe nữa. Gọi anh Hiệp kia. Ở đây 200 phần cả nhà. Bây giờ nhờ mấy cô đẩy vô nha. Anh ở đây chơi với em đi. Lát về cho vui. Vô luôn, sát vô luôn. Ở lâu lâu mình đi làm từ thiện đồ cho vui. Xem mà hai chồng anh đi làm hoài cả nha. Tại vì anh bán tạp hóa rồi á. Ai thép nhờ anh chở cái này lên. Cũng anh không có lấy tiền cả nha. Nói chung là cũng tội. Bữa nay mình phát cái này đúng không? Mai mình sẽ phát cho người về mấy cô chú bán cái vé số nha. Khá nặng hả? Rồi bây giờ đẩy ở đâu cô?
Mình để đi đâu? Vô đó hả? Rồi ok, giờ mình để vô nha. Rồi lên, có chân tuốt. Ok. Đẹp trai ghê ông ơi. Anh ơi. Ủa Cang. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bữa nay lên phát quà cho Cang này. Em biết không à? À, đang làm hả? Ủa đầu trọc đẹp trai ghê mà. Sao biết cú đâm thép? Coi đâu thấy coi YouTube á. Ủa sao ở đây cũng coi YouTube nè hả? À. Ủa. Mấy ảnh đâu đây, mấy ảnh coi YouTube nữa cả nhà. Lát vô nhận quà nha anh Cang nha. Đang làm gì á? Sao nữa? Em cũng biết tầng cao mà. Hả? Em cũng biết tầng cao. Cái video anh quay cho đây coi nhiều lắm hả? À coi nhiều lắm hả? Quay em ở đây coi nhiều lắm. Tầng cao em cũng biết rồi. Lát vô nhận quà nha. Ờ đúng đó. Cái video anh quay ở đây coi nhiều lắm cả nhà. Anh Cang nhìn ảnh tròn ra. Tròn anh mập lắm. Rồi, bộ 5 phần nữa hả? Rồi ok, đem phần nữa cho anh. Giới thiệu với tất cả khán giả, đây là mấy cô chú hiện tại đang bệnh tâm lý cả nhà. Con chào mấy chú. Dạ. Mấy chú ở đây có coi video của con không? Mấy chú ở đây có coi video của con không? Không biết đâu coi à. Vậy mà nãy nghe ông Cang ông giới thiệu là ở đây mấy em coi video nhiều lắm. Hả? Đẹp như vậy. À tiệm nào hớt tóc hơn, cái này là tự em cạo luôn. Tiệm nào cũng cạo hết. Hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân có 201 xuất quà tặng cho mấy chú nhân dịp Tết. Đây để con lấy quà cho. À, ở trong đây đa số thiếu thấy là mấy chú đều lớn tuổi không ạ. À, hôm nay mấy chú sẽ nhận được một gói bánh KFC này. KFC. Rồi một gói cà phê nét. Mấy chú ở đây thích uống cà phê lắm không? Phải. Ủa sao mà mấy chú ở đây nghe nói cà phê là mấy chú khoái với ta? Thích uống cà phê hả? Ồ nghe nói cà phê là phái. Mà mình chỉ cần nghe nói thuốc là phái nữa phải không? Mà ở đây nó rất tiếc là ở đây không cho hút thuốc cả nha. Đây là một hộp bánh này, nghe nói cà phê là khoái lắm. Còn mấy chú thích uống nó ngọt không? À, thích luôn hả? Nghe nói cà phê sao? Ủa chị, sao cà phê họ khoái vậy chị? Không cho uống cà phê hả? Đúng rồi, không biết không ai tài trợ cà phê hết á. Ồ. Để cho bánh này nước ngọt thôi, nên hôm qua chị mới xin em là cho cà phê. Cà phê này thì tí nữa thì chị sẽ nấu nước pha thì người ta à. Không có thể tự có nước pha được, vì đây không có nước nóng. Vì đây là bệnh nhân mà là... Ở đây có nghĩa là không ai tài trợ cà phê hay là không cho uống cà phê? Không ai tài trợ đâu. Ồ. Còn thuốc là không cho hút hả? Thuốc có cho hút, nhưng mà không phải là lúc nào cũng không được. Nếu muốn hút thì phải là theo ca hoặc là dắt nhỏ ra ngoài sân hay đồ như từng tốt, chứ cho hút một lúc đó là có hệ thống báo cháy. Thứ hai là phải quản lý người hút từng tốt người thôi. Tại vì nếu mà hút tập trung một ấy là không có tập trung thì bệnh nhân mà người ta có thể đốt, có thể vô phòng rồi gây ra hỏa hoạn mà cháy, thì đây là rất là khó quản lý. Nên là thuốc có thuốc là có cho hút chứ không cho hút, nhưng mà có một mức độ cầm chừng nào đó thôi. Theo thế được biết là mấy người bệnh tâm lý họ rất là thích hút thuốc nha. Thậm chí là nhịn đói cũng được nhưng mà hút thuốc là phải có. Đúng rồi. Ủa anh Cang đâu ta? Anh Cang kêu anh Cang vô nhận quà. Cho người ta vô đi em, cho người ta nghỉ đi em. Cho anh Cang vào nhận quà cả nhà. Để em được phát cho mọi người nha. À, ok bây giờ con sẽ phát cho mọi người nha. Con sẽ phát từ dưới lên. Có anh nào biết hát không? Lên tặng cho thép bài ơi. Rồi làm dứt bài từ từ. Phục vụ văn nghệ cả nhà. Anh tên gì? Mai Văn Hùng. Ui trời, anh nói. À anh Hùng hả? Ừ, Mai Văn Hùng. Anh Hùng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 90. Anh Hùng hả? Hát phục vụ khán bài, khán giả bài nha. À. Nữ vầng trăng đơn có trong đêm, nữ nhớ mong anh đây ngóng chờ, che tới với những nơi nhớ cho trọn vầng trăng. Người ở đâu chắc anh lẽ loi, nó quên bao yêu thương ngày nào, vẫn chẳng heo ai tiếc thương.
cho tình bội tha. Ngồi đây với chàng vàng lẽ loi, lòng em nhớ anh nay cuối trời. Dù gian em giờ đây vội vã với tình yên mơ. Một mình anh em lòng đáng đau, tìm em dưới anh càng quyết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi bán xa mình bán chờ. Rồi vỗ tay, hay quá đi. Hay quá anh ơi. Cả nhà xin gửi lời chúc. Dạ để con từ. Từ để nhường cho ông chú. Dạ. Nhân dân xin mới về chúc cho mọi người nhân dân Việt Nam. Cha xa xin bố xin sân về xin nghĩ tổ tạm. Hợp cá bị ngói quản xịp bạch xài. Chiêu tài tấm bụ tân sinh chúc phước. Ủa chú nói tiếng gì vậy? Tiếng Trung Quốc. À tiếng Trung Quốc hả? Hay quá. Chúc xưng giảm bụng phước an nhân dân mừng tân sẽ tấn chúc khương thái an năm chúc như tài xương thạnh an thái mới cung ý chiêu tân dưỡng bình vân. Thầy quá cả nhà ơi. Ý xin chúc chiêu tân thái an dưỡng như tân mừng tài xương nhân dân thịnh sự chúc năm tấn chúc an thái khương giảm cung mới bụng phước bình vân an. Dạ. Cung chúc thái an ý chiêu tân dưỡng chúc mừng nhân dân như tài xương thịnh tân năm an thái sự tấn chúc khương chúc mới bình vân giảm bụng phước an. Dạ hay quá. Chiêu tân xin chúc giảng nhân dân an tài xứng tâm mừng sự thế an khương tấn chúc chúng năm như an thái thịnh bụng phước cũng mới ý bình vất dược mới mừng tết an khang thịnh dược năm tân cổ giảng sự như ý. Dạ chúc xin chìm cung chúc tân sinh. Hay quá. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe nha. Rồi chừng nào chú về? Không về được. Sao không về được? Ở đây suốt đời. Ở đây suốt đời. Con cảm ơn chú nè. Cái này có thông lại không? Dạ có. Vậy nhớ cho tất cả mọi người mở từ quy co luôn. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lúa bao hoa mai đang đang hòa mình. Con nén bay, con nén bay, con nén la đà, từ bay tiên nữ trong khúc nhạc chi hòa ra cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa, bầy lộc non biết xanh trên cành thành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, díu dít chim non chuyện cành cây đố ồn nào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chà nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bước chân sơn nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xuyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vũ quy. Rồi hay quá đi anh em ơi. Cả nhà các bạn anh nha. À từ em nói cái này cái không biết là khán giả có xem cái video của anh Cang không. Anh Cang lúc mà anh bệnh ở cả nhà anh ốm rồi luôn á, anh ốm như cỡ này nè. Cứ quên anh vậy đi, đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lại nói mưa lại rơi, mưa rơi nhẹ rơi, mưa đừng rơi hoàng hốt trên đôi cánh bay đôi tay đau ấy thường là đau hoàng hốt chi ai giấc mơ giọt nước mắt vô tâm thở ngàn câu ca sao nghe hứng hờ. Anh lặng im, em lặng im, sương gió bùa vây. Thôi đi chơi mẹ đây, dẹp nghỉ đi. Cái gì? Đưa cái má đây, đưa cái má tới đây. Hung luôn hả? Đưa nước ngoài mà đưa cái má tới đây. À rồi. Bây giờ nha, bây giờ mấy tháng điều trị, giờ anh mập mạp, anh đẹp trai, dễ thương, bụng bự luôn, thấy không anh? Anh Cang có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Có muốn về nhà không? Dạ muốn. Nhớ mà nhớ là ráng cố gắng uống thuốc rồi. Làm việc đồ cho nó chăm chỉ rồi giờ bữa nó hết bệnh về nhà nha. Dạ. Ồ, hôm nay mập ghê luôn hả? Có nói gì với mẹ không? Dạ mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ồ, hay quá. Xúc động ghê cái nhà. Còn nói gì nữa không? Dạ mẹ ráng làm ở nhà. Ừ. Con ở đây trong con còn bệnh, con hết bệnh về nhà con làm phụ mẹ. Ừ. Rồi có gửi lời cho mấy con ghẻ ở nhà không? Không có ghẻ. Không có ghẻ hả? Dạ. Rồi cố gắng nha. Rồi mấy chú nhận quà hết chưa? Rồi cảm ơn mấy chú sức khỏe nha. Dạ vỗ tay cái cơ, đã quá. Dạ cảm ơn chú, cố gắng hết bệnh nha.
Còn cái anh này hình như là mới anh muốn hát hay sao? Anh muốn hát hả? Dạ. Hát bài gì anh? Hát bài Cầu Vồng Suốt Đêm. Rồi, vô giấc. Ai đã yêu một lần đều đại và cay đắng của tình yêu. Ngày xưa nay tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiền thần. Giờ đây tôi lặng yêu nhìn em xa lì tôi. Chỉ đôi cầu vồng ngày xưa đã khuya rồi. Có ngồi đêm sao xuống rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết đêm. Mình tôi đơn cô, đến bao giờ mới được có em? Đến bao giờ mới được cầu vồng? Tôi ngồi chơi đêm lạnh vắng, vì sao tôi lại khóc đêm? Mới biết đâu là yêu. Rồi, hay quá. Anh em nhớ nha, là nhớ chị em nhìn mất sớm mà bởi với anh chị mà em mới về nhà đã thì cổ mình tránh đuôi này 8 tháng rồi chị bảnh cũng đòi hết đồng từ thiện uống thuốc có bệnh về một giờ em lên hồ giàu năm nay 29 tuổi rồi. Ừ, thôi ráng cố gắng này. Dạ. Cái thần thái này mà đi thi thách thức gia hài là lãnh chắc 100 triệu luôn cả nhà, rất là tỉnh luôn nha. Rồi bây giờ Cang ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ok. Dạ. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe, bữa nay mập quá bự gấp 2 lần anh thép luôn rồi. Dạ. Thôi cố gắng nha, về cho mẹ nha. Lấy cái đồ này ra nè. Dạ dạ dạ, ok. Còn nữa em, còn nữa. Nãy giờ thì trong lúc mà đang hát á, thì mấy anh chị đây là cũng phụ thép phát hết rồi nha cả nhà. Hình như là thép thấy có cái ông chú này quen quen này. Có lẽ là chú này lúc trước là thép có quay đi lang thang ngoài đường này hay sao á. Chú ơi, chú tên gì vậy chú? Minh ơi, Minh ơi, cái ông chú này ngày xưa đi lang thang ngoài đường này hả? Con cảm ơn chú nha, con ăn rồi, chú ăn. Chú này ngày xưa hình như là đây chú hình như là đi lang thang ngoài đường, bây giờ vô đi được tới đây rồi cả nhà. Có nghĩa là ông chú ông đi lang thang ngoài đường, mình có sẽ để lại một trích đoạn video cho cả nhà xem nha. Mọi người nhìn ông y như là ông lão 20 năm sống trong nhà hoang vậy á. Nhìn coi, nhìn qua nhìn tóc ông nè. Cũng rối rối cục cục vậy nè. Anh Nhân. Giờ vô được tới đây rồi. Giờ cũng mừng cho ông mà ha. Giờ tới đây ông tỉnh rồi ha. Ông cứ đi lang thang ngoài đường đi cái suốt cả gần cả chục năm ngoài đường á, cứ đi tới đi lui vậy đó. Rồi lúc mà thấy qua YouTube á thì ở bên chính viện họ thấy được cái video đó rồi họ đưa ông vào đây ha. Con này đẹp trai ha. Rồi, giữ gìn sức khỏe nha. Ông là người chăm. Người chăm này cả nhà. Rồi con đi nha, bye bye nha. Bye bye mấy chú nha. Dạ ngồi im, ngồi đó ăn đi. Ngồi im, con qua kia con phát nữa. Con dọn nữa. Dạ. Cả nhà, bà chị mới đưa vào thép cái video mà anh Cang ảnh mới hát đêm qua nè. Ảnh lên sân khấu rồi, anh mặc đồ đỏ đỏ, anh hát phải không? Áo dài rồi nữa. Ca sĩ trong này cả nhà. Chị là idol trong này không? Idol á. Hồi nãy là mình qua cái khu nam đúng không? Bây giờ mình qua khu nữ rồi. Chị em gửi cái điện thoại chị. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi ok, qua đây. Trong đây không á? Bà chị nói với thép là mỗi ngày trong đây không, đi vòng vòng trong đây không, mỗi ngày đi 8 cây. Xin chào mấy cô. Chào mấy cô. Dạ chào mấy cô. Ô mừng quá. Dạ. Hả? Em ở dưới Phan Rang. À, mấy cô ở chỗ Phan Rang thằng cầu á. Ở đâu? Ở chỗ Phan Rang thằng cầu á. À, ở Phan Rang luôn hả? Ở biển Bình Sơn á. À, biết rồi. Chỗ Phương là thằng cầu á. À, chị lên đây lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm hả? Rồi, ráng cố gắng bữa hết bệnh rồi về nha. Dạ. Dễ thương quá cả nhà. Ở Hòn Cầu thì cũng Phan Rang đi tới chút xíu. Dạ. Dạ, nay đi phép quà Tết. Dạ. Nay đi phép quà Tết. 21 rồi. Ừ đúng rồi, 21 Tết rồi. Biết Tết luôn. Ủa, biết đọc luôn hỏi. Hành trình lan tỏa yêu thương. Ủa, wow. Hay quá. Kỳ quá nhỉ. Đọc đồ hay bài bản không? Anh cũng lắm thế, tôi em mỗi người của anh cũng lắm thế ở chân nữa. Sao chị nói sao? Anh cứ lắm thế á, anh quay hình biết thảo á. Coi ở đâu? Em coi TV nè. TV á. Có ở đây, coi ở đây luôn hả? Đúng. Coi ở TV á. Biết đâu hả?
Dạ. Biết Tân Hội không? Biết chứ. Tân Hội. Tôi Tân Hội hả? Rồi cô ở Tân Hội hả? À. À còn cô ở đâu? Chị ở đâu? Ở Tân An. À Tân An. Ờ. À. Mình đã được quen chung á. Biết Phước An không? Phước An bên Phước Thiệu nữa. À Phước An Phước Thiệu là chị hả? Dạ. Đúng à. Rồi. Bên em nằm trên cái ngay đọc chỗ đây nè. Rồi Phước An em mới lên hôm qua mà. Hả? Mới lên Phước An hôm qua. Đúng rồi. Phước An, Liên Sơn, Ninh Sơn đồ đó không? Liên Sơn. Nhà thờ Bé Thảo không? Bé Thảo đâu rồi? Bé Thảo. Hả? Bé Thảo gì đó? Bé Thảo cô. Cô này hát hay lắm á. Ai? Cô không? Hát tặng em bài. Dạ. Đây mượn mic rồi. Mình ra chính giữa luôn, mình hát mình phục vụ dân rồi, mình ra chính giữa luôn. Mình chính giữa luôn hả? Rồi, bây giờ. Hôm nay xin cảm ơn Cú Đấm Thép TV đến từ thiện cho trại tâm thần nuôi dưỡng Văn Rang và trang đài xin hát tặng Cú Đấm Thép và các bạn năm mới và dịp khúc mùa xuân. Dạ. Cảm ơn Cú Đấm Thép và các bạn. Dạ. Giữa tay. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn mang chờ đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm bắn tung tăng bay la đà, mà trời bay buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến nên buồn vui. Tình xuân nơi sinh làm gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi sinh dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương này. Gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhân dân chơi vơi, dịu hơn ta say trong tiếng cười. Dạ hay quá. Chị tên gì? À mình tên Trang Đài. Trang Đài, chị vào đây lâu chưa? À, em vào được hơn nửa tháng. À hơn nửa tháng rồi, cố gắng nhưng mà hết bệnh đi về nha. Dạ cảm ơn Cú Đấm Thép. Biết Cú Đấm Thép luôn cả nhà. Có hay coi kênh của em không? À mình ít coi TV lắm. À ít coi TV lắm hả? Ôi Thảo ơi. Ôi sao dạo này khỏe không? Dạ thì anh. Khỏe hả? Dạ dạo này chị về chút sao rồi anh? À, mẹ anh khỏe. Dạ. Rồi mẹ em sao rồi? Mẹ em cũng khỏe. Dạ con em chồng em. Chồng con cũng khỏe hết luôn. Dạ. Ráng cố gắng nha. Dạ. Bé Thảo cả nhà. Dạ. Nhìn thấy bé Thảo xúc động. À tôi nhớ hai đứa con quá. Nhớ con quá hả? Dạ. Dạ về chút được mấy số thôi anh. Ừ. Nói gõ lò rồi sao? Nói gõ lò thăm gì chút nha. Ừ. Gõ lò thăm mị luôn nha. Ừ. Đây, anh thép này có quẩy. Chị nhớ em không? Là ai? Em là ai? Không có biết tên chị không? Nhưng mà em là ai? Từ này là giờ của anh này. Dạ. Tay này hôm bữa cắn nè. Có muốn nói gì với mẹ không? Dạ, gõ là thăm mẹ già. Ừ. Chúc cho mẹ già sống lâu trăm tuổi trong mùa xuân năm nay. Gõ là thăm dì Chúc luôn. Ừ. Chúc cho dì Chúc làm ăn phát tài. Chúc cho dì Chúc giàu sức khỏe trong mùa Tết năm nay. Chúc cho anh Hy làm ăn phát tài. Ừ. Thôi bán màu hết bệnh nha. Dạ. Bữa ngồi cũng quậy lắm cả nhà, nhưng mà vô đây ổn rồi. Muốn hát tặng Nhanh Hơi một bài không? Tặng dạ. Nhanh Hơi với khán giả một bài. Thảo hát hay lắm á cả nhà. Dạ. Hát bài gì? Hát bài Khó Lắm Người Quen Hỏi Rằng. Rồi vô anh em ơi. Khó lắm người quen hỏi rằng, trong đời cái xíu giờ cũng vui. Cái đó người đứa muốn về, tình là bến ai đến vì yêu. Gần tay cha nụ ho vì ba lời ca, ai biết ai là người yêu ta. Cuộc đời trà mây, khi bên anh có người sẽ nụ cười. Yêu anh đã lâu lắm rồi, giờ dù anh chỉ đến bên cung đèn mà thôi. Vô hay quá, ráng cố gắng anh nha. Dạ. Bữa nay Bí Thảo hôm nay ăn uống đầy đủ, mập cả nhà. Cô chú chắc cũng không nhận ra Bí Thảo luôn á thôi. Rồi, ráng cố gắng nha.
Thảo sinh năm 94 nha cả nhà. Sinh năm 94, lớn hơn Thép 1 tuổi. Nhưng mà ở trong làng sớm bị Thảo kêu Thép mà anh không à. Thôi cố gắng để anh Huy đi phát quà cho mấy cô chú đây nha. Thế Thảo cứ ngồi đây. Dạ dạ. Thảo cứ ngồi đây. Thảo cứ ngồi đây. Đây tặng cho Thảo nè. Dạ cảm ơn Huy. Ủa rồi nhận cái này vui không? Vui ghê, mừng lắm. Trong cái này là chị thích cái gì nhất? Thích cái này nè, thích cái này nhất nè. À còn cái này có thích không? Gì thích gì? Thích gì hả? Còn cái nào thích ba đâu? Cái này thích ba này, thích tư. Thích uống nước ngọt. Dạ, còn, uống nước ngọt, cà phê. Còn những chú thì lại thích cà phê nhất. Dạ. Dạ. Ráng ở đây cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi mấy cô chú cứ lấy quà, lấy bánh rồi ăn ơi. Được không con? Dạ được. Thích không? Dạ thích. Cảm ơn anh nhé. Còn phần quà của em này đâu? Em này còn nhỏ mà. Còn phần quà của em đâu, lấy phần quà. Em này còn nhỏ dễ thương, cho em một phần. Tặng em nè. Nè, anh tặng nha. Còn bà đây đây em ơi, đây một phần cho em rồi. Còn một phần cho bà. Rồi con tặng bà nha bà. Chúc bà sức khỏe nha. Thôi ráng cố gắng nha bà nha. Ở đây mình tuy giờ thấy cô chú bị bệnh tâm lý cả nhà, nhưng mà rất là tinh thần, rất là lạc quan yêu đời nha. Mấy cô chú cứ lột ra ăn rồi uống đó nha. Dạ. Đang ghi bài hả? Dạ. Hả? Nhà em là ở Phan Rang. Nhà em ở Phan Rang. Ba lên đây hả? Ba đưa lên đây hả? 2 năm rồi hả? 2 năm tháng rồi, ráng cố gắng hết bệnh rồi về nha. Rồi, cảm ơn. Đăng ký hết bài hả? Em hồi bữa em là trời, ở đây bấm mốt TV á, em bấm anh với cơ bé Thảo, thì bé Thảo bị bệnh đó hoài á. Bé Thảo biết cái số. Biết mở YouTube luôn hả? Dạ, biết mở YouTube. Chị, tự mở hả? Tự mở hay là người ta mở giùm? Tự mở. Tự mở hả? Thôi ráng cố gắng đi. Dạ. Ở đây là mấy chị thích cái gì nhất? Thích bánh kẹo. Thích bánh kẹo nhưng mà trong cái là bữa nào mua cà phê nữa nha. Đây nè, con có tặng cà phê cho cô mà. Bữa nào nha. Ấy là tao lại hận rồi. Ok, để hỏi mấy cô. Bây giờ mấy cô thích cái gì nhất? Bữa nào con lên con mua, con lên con tặng mấy cô thêm nè. Dạ, bánh kẹo cho con chú ạ. Cô thích cái gì? Dạ thích bánh xèo. Bánh xèo hả? Dạ bánh xèo dưới mực á. Bánh xèo mực. Hả? Nước ngọt nữa. Nước ngọt hả? Dạ, cà phê nữa nha. Cô thích cái gì? Thích tình mẹ. Cái gì? Thích tình mẹ. Tình ba la. Thích ăn hả? Rồi bữa nào cô sẽ mua những cái món mà cô chú thích ở đây. Chưa tới 5 phút mà cô này uống là hết một lốc C2 luôn cả nhà. Ủa sao cô uống dữ vậy cô? Khát sữa. Cô khát sữa hả? Ủa cô khát sữa sao cô uống C2? Khát sữa. Uống một lốc là 6 chai uống hết luôn. Bữa nào con lên mua thêm cho cô nha. Thèm uống một lần hết luôn cả nhà. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Nhớ là đăng lên YouTube nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ là mai. Chiều nay em đăng là mai mấy cô chú ở đây mở coi cho vui nha. Dạ. Coi cho đỡ nhớ nhà nha. Chiều nay đăng là tối nay có luôn á. Dạ. Tối nay kêu cô mở cho coi nha. Dạ. Rồi chúc mấy cô anh chị em ở đây là nhiều sức khỏe, mau hết bệnh đi về nha. Đi nha. Còn 70 phần nữa nha cả nhà. Con chào mấy chú, với mấy chú nhận quà hết rồi mấy chú. Mấy chú trong đây mấy chú thích cái gì nhất? Cà phê hả? À, bên nam thì họ thích cà phê, bên nữ thì họ thích nước ngọt cả nhà. Chúc mấy chú sức khỏe, mau hết bệnh đi về nha. Đây là mấy chú cũng nói chung là điều trị trong đây là cũng nhẹ nhẹ rồi, thì mấy chú vẫn đi làm sinh hoạt, vẫn phụ giúp đồ mấy anh em ở đây nha cả nhà. Còn mấy người nào, mấy cô chú nào bệnh nặng nặng thì họ
biệt giam luôn cả nhà. Ủa vậy chừng nào mới được về anh? Nhờ hết bệnh rồi về. Để nghe cơm nghiệp đã. Sao biết hết bệnh anh? Nhà lạnh bắt cơm. Ngồi đây có bác sĩ. Thì cảm thấy bình thường. Cơ thể bình thường, đi làm đồ này kia hết. Rồi người nhà lên bảo lãnh cho về. À, chứ là bác sĩ phải test trước đúng không chị? Ủa chị là khi nào hết bệnh rồi bác sĩ khám đồ ok hết rồi người nhà lên dẫn về không chị? Đi về chút thôi bây giờ mình sẽ phát 70 cái phần này cho hết luôn cả nhà. Anh hồi giờ anh đi lên đây làm chưa? Dạ bơi sao bữa nay đi trải nghiệm cái thép cũng vui thôi. Bình người bệnh viện chứ không sinh được đâu. Bữa nay trải nghiệm xúc động hả? Em khóc luôn ạ. Tôi khỏi đi cho Sơn lên đây cho vô đi. Đây là 70 người cuối cùng cho anh. Anh đâu vậy? Em ở Phú Quý. Phú Quý sao không biết không? Gần nhà luôn. Anh. Gần nhà. Em hết. Phú Quý sao không biết? Không biết, hồi nhỏ gặp nhau hoài mà không biết. Ở đường hai chiều phải không? Đường đó trường phải không phải đang chó à? Anh ở Phú Quý hả? Anh này là một trong những một trong những anh đại ở Phú Quý cả nhà. Mà bây giờ đại cũng phải lên đây thôi. cố gắng đâu có đèn theo đâu. Ý là đây vẫn cho hút quá hả? Đi làm mà hút hả? À, để lát em chào gói cho. Đóng cửa là lát em đưa cho. Dạ. Vô đây nha. À, rồi. Đến gì? Thép anh. Sau này mà ra rồi đừng có quên nha. Rồi ok được rồi. Em ngồi nha. Ok. Ngồi ha. Rồi đúng rồi. Chào mấy anh em, chào mấy chú nha. Hôm nay là con có một phần quà Tết muốn gửi tới mấy chú. Ủa ai mới cười thép vậy ta? Ủa chú hả? Chú mới kêu con hả? Nhớ rồi. Anh Quốc mà anh Quốc người miền Trung phải không? À, thép sẽ trích đoạn video. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì? Niềm mu tư chợt đến, cho nhớ nhung đông đây kỷ niệm chưa còn đây. Đó, số 7 á. Trong nhà anh thấy á, có ai cùng vậy không? Trong nhà em hả? Có bánh không? Có bánh nổ không? Không, nhà em đâu có ai cùng gì đâu. Sao cậu đâu đi với chùa hả? Em đi tu mà. Chuẩn bị đi tu mà. Cậu dẫn đi với. Sau này được không? Được, hỏi em Quốc quá. Được không? Sau này em lỡ có tì tu anh dẫn anh Quốc đi luôn nha. Đấy cả nhà xem, có nhớ ai không? Anh Quốc. Anh Quốc hát cũng hay lắm á. Anh Quốc hát là tuyệt luôn á cả nhà. Tại vì anh Quốc là người Chăm, từ lúc trước thấy cũng đã quay rồi. Người nhà nhờ thấy quay lên để cho anh em đồ chính quyền đồ họ xem á, rồi họ đưa anh Quốc lên đây điều trị. Anh Quốc rồi, hết bệnh chưa? Hết rồi. Ráng cố gắng rồi giờ bữa đi về nha. Mà bữa nay anh mập quá nhìn không ra luôn á. Đúng rồi. Anh Quốc có hát tặng khán giả một bài. Ngồi lên đây. Rồi. Từ từ. Rồi bây giờ anh em vỗ tay cái cho anh Quốc. Mình vui đêm nay, rồi mãi chia tay mỗi người đi một ngã. Từ giá quan trung, anh ra vùng hoa tuyến, tôi về điểm cao nguyên. 3 tháng trường quyến lũy, giờ sắp chia tay, ta trao nhau gì đây khi đôi mình là lính. Khi cột mô tâm hình, tặng nhau làm quà kỷ niệm như tình ta. Đêm nay ta cũng hứa chung một lời, vì đời một đứa một nơi. Cho dù anh sắp về, cho dù tôi chân trời, tình mình mang thế mà thôi. Mai đây ta cũng thúy nắm say hòa tình, nàng tình y mến quê hương. Thời gian nơi trời đa mòn, tình ta mãi mãi mới còn yêu nhau. Yo, hay quá!
Sao mà anh Quốc nhớ Thép hay à? Nhớ chứ, nhìn mặt tôi biết rồi. Từ khi mà Thép bước vào kia anh kêu Thép. Mà mặc dù gặp đã lâu cả năm nay rồi anh vẫn còn nhớ thôi. Ráng cố gắng nha anh Quốc nha. Anh Thép Thép rồi. Anh thèm thuốc, anh cứ thép hoài. Thôi để em phát quà hết ra nha. Anh cứ thèm thuốc, anh cứ thép hoài nãy giờ cả nhà. Dạ. Ở đây mấy chú thích cái gì nhất? Mấy chú ở đây thích cái gì? Đây hộp quà hôm nay con sẽ có bánh nè, cà phê nè. Với bánh này với nước ngọt mấy chú thích cái gì nhất? Hả? À mấy chú thích cà phê hả? À người thích cà phê, người thích C2 à, con tặng chú nha. Rất muộn. Rồi con tặng chú nha. Đây mỗi người một phần nha. Đây. Mỗi người một phần quà. Hả? Đi hút anh hả? Sao anh? Nghiền thuốc kìa luôn. Nghiền lắm. Mỗi ngày hút bao nhiêu điếu? Dạ, 4-5 điếu à. 4-5 điếu à, thuốc ở đâu mà hút dữ vậy? Là ở nhà đồ thăm nuôi đồ á. À, là người ta cho hả? Dạ. Trăm ơn quý hút anh hả? Thèm thuốc. Thèm quá. Ở đây, ngồi quyền ở đây người ta đâu cho thuốc đâu. Cho. Hả? Càng thiết thì ta cho, nó thiệt á. À, ngừng điếu cho mẹ em đâu có đem nhiều đâu mà. Chị, phát ngừng điếu thuốc được không? Mà đâu có thuốc đủ đâu mà phát ngừng điếu. Bữa sau nha. Bởi vì thêm nói là bánh kẹo ở đây mấy người ở đây họ không quan tâm đâu, mà thuốc đó là họ mừng lắm. Còn kêu hai ngừng điếu nữa. Thép mà đem thuốc ra cả là mấy chú ở đây là ấy cả nhà. Tội thằng Toàn là thấy thuốc không à, xin thuốc không à. Nói đây là nhân viên đó là Tết hay mua lì xì. Nhân viên đi làm anh làm bọc theo cây hay que lì xì cho mọi người. Ở người ta cũng quen á. Xin thuốc mà theo. Rồi mấy chú có quà hết chưa mấy chú? Có rồi hả? Ổn định tinh thần rồi đúng không? Ổn định quà hết rồi cả nhà. Nãy giờ thì mình đã phát hết là 201 phần quà cả nhà. Ở đây có 3 khu nha, 2 khu nam, 1 khu nữ. Một lần nữa thì Thép cảm ơn chị Trang Lê Xung Hồng ở Vũng Tàu ủng hộ trong video hôm nay là 10 triệu. Danh Ngô ở Mỹ 11.188.000 và Cú Đấm Thép TV là 3.535.000. Tổng chuyến tài trợ hôm nay là 24.723.000. Cảm ơn chị Mai đã tạo điều kiện cho tụi em nha. Thật sự mà nói khi mà chúng ta vào đây rất là xúc động, nhiều cảm xúc lắm cả nhà. Nãy thấy khóc luôn á. Thấy mấy chú ở đây tuy là bệnh tâm lý nhưng mà mấy chú rất là lạc quan luôn, hát rất là hay luôn. Hy vọng là mấy chú mau hết bệnh để còn về với gia đình nha cả nhà. Ở đây là mình tới mình điều trị xong bắt đầu mình hết bệnh á là người nhà vào bảo lãnh mình về nha cả nhà. Đấy thì có một số người thì họ ở đây luôn, tại vì số người họ cũng không có nhà luôn cả nhà. Như là chị Mai chia sẻ là có số người họ không nhà thì họ ở đây luôn, ở là xuyên suốt ở đây luôn. Còn có một số người họ có gia đình á, khi hết bệnh rồi gia đình dẫn họ về ở. Cảm ơn chị Mai nhiều. Dạ, cảm ơn thay mặt anh các bệnh nhân đang nuôi dưỡng tại trung tâm thì cảm ơn đoàn, cảm ơn cả hội tâm và cô Lâm Thép đã tới thăm bệnh nhân nơi đây. Dạ. Chúc kênh YouTube của cô Lâm Thép ngày càng phát triển và có nhiều chuyến thiện nguyện tới với anh em chia sẻ với những bệnh nhân đang nuôi dưỡng tại trung tâm. Dạ. Sau cái video này thì Thép hy vọng là khác những mạnh thường quân họ xem được á, họ đồng cảm, họ ủng hộ những cái chiến quà để Thép lên đây trao tặng cho mấy cô chú ở đây nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mấy chú ơi, mấy chú nhận quà có vui không? Vui. Lần sau thì con sẽ cố gắng mua quà lên tặng cho mấy chú thêm nha. Chúc mấy chú sức khỏe nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rồi bây giờ chúng ta cùng đồng thanh chúc mừng năm mới khán giả nha. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Rồi bye bye mấy chú ơi. 1 2 3. Bye bye. Yeah.